ơn sự hiện diện của tất cả mọi người đã đến đây rất là đông đủ, dành thời gian của mọi người để đến chúc mừng cho sự hợp tác giữa Chipu cũng như Vera và Sơn Kim Người Theo cho dự án Vera by Chipu. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Tính tới thời điểm hiện tại thì con đường sự nghiệp của Chipu đã đến mốc 15 năm rồi. Và trong những năm trở lại đây thì bắt đầu Chi có suy nghĩ nhiều hơn về kinh doanh. Bắt đầu với những cái viên gạch đầu tiên, những cái nền tảng đầu tiên để nghĩ, để xây dựng một cái tương lai nó bền vững, nó ổn định và nó tươi sáng hơn cho chính bản thân mình. Và trong cả một cái hành trình đó, Chi cũng đã làm rất là nhiều dự án rồi. Và có những dự án thì vô cùng thành công. Tới thời điểm hiện tại thì vẫn phát triển vô cùng là mạnh mẽ. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những dự án phải nói là mới chớm nở đã phải vội vàng nói lời chia tay. Đối với Chi thì sau tất cả những cái điều đó, nó khiến Chi nhận ra được rất là nhiều bài học đắt giá ở trong cái hành trình tham gia vào những cái hoạt động kinh doanh như thế này. Và hai bài học mà Chi nhận được trong suốt cả quá trình vừa qua, bài học đầu tiên đó chính là không sợ mắc sai lầm. Các bạn biết vì sao không? Tại vì trong suốt quá trình mà mình làm nghề thì bản thân Chi đã rất nhiều lần mắc sai lầm. Và sau mỗi lần sai lầm như vậy thì vì cái áp lực, vì cái căng thẳng mà Chi phải nói là bị tự ti đi rất là nhiều. Và chính cái sự tự ti đó nó cản trở Chi để quyết định cho những cái hành động tiếp theo trong cái sự nghiệp của mình. Mình cảm giác sợ lắm. Cái sợ của mình là gì? Mình sợ là mình lại mắc thêm sai lầm lần nữa. Mình sợ là lên mạng lại thấy mọi người chỉ trích mình. Mình sợ là không biết cái quyết định của mình nó đã đúng hay chưa, nó đã vừa lòng mọi người hay chưa, hay là nó có khiến cho tương lai của mình tốt đẹp hơn hay chưa. Nhưng mà sau rất nhiều lần sợ như vậy á, thì chỉ có nghe được một câu nói. Người ta nói là trong trò chơi của cuộc đời này hoàn toàn không có thất bại, mà chỉ có chiến thắng và những bài học. Và khi mà chị nghe câu đấy xong, chị cảm thấy là nó tác động rất là mạnh mẽ đến chị. Nó vực dậy tinh thần chị và nó nhắc nhở chị là chị ơi, phải đi tiếp, phải đi tiếp. Nhưng mà sau những sai lầm đấy nó là gì? Nó là những cái giây phút mà chị biết mình phải chọn lại, mình phải cẩn trọng hơn trong mọi quyết định của mình. Và dẫn đến cái bài học thứ hai, đó chính là phải chọn đúng đối tác. Bản thân chị cũng đã từng có những câu chuyện là chọn sai đối tác và chịu những cái hậu quả vô cùng là đắt đỏ, cả về tài chính lẫn danh tiếng của mình. Tuy nhiên thì khi mà mình chậm lại, mình quan sát kỹ hơn, mình lắng nghe bản thân mình, lắng nghe mọi người nhiều hơn, thì Chi nhận ra rằng là việc chọn được một đối tác đúng, phù hợp với mình, nó sẽ giúp cho mình rất nhiều để mình có thể hoàn thiện bản thân, phát triển bản thân và trưởng thành nhiều hơn nữa trong sự nghiệp cũng như là tương lai của Chi. Và Chi nghĩ rằng là ngày hôm nay khi đứng ở đây trước mặt tất cả mọi người, đứng trước mặt rất nhiều những anh chị thành đạt, giỏi giang, thì Chi rất là tự hào tuyên bố rằng là Chi đã gặp được Sơn Kim, Chi đã gặp được đúng đối tác của mình. Và con đường này con đường này
có lẽ là có nhiều lúc nó chông gai, nó không hề dễ dàng chút nào. Nhưng mà khi mà các anh chị là những người lớn, những người đã luôn dặn dò và chỉ bảo cho em, nói ra là chị ơi, em phải làm thế này mới đúng, em phải đi hướng này, em phải đi đường kia, và đã trao cho em một cái cơ hội rất là tuyệt vời để em có thể lao động, có thể được làm, có thể được mọi người chứng kiến cái thành quả mà em vô cùng mơ ước. Cảm ơn anh chị rất nhiều.